cái phần nhà vệ sinh nó bị thấm này, thấm nước xuống theo cái cột này, đấy nó thấm xuống này, ướt mốc ẩm này, rồi thì ổ điện bị chập này. Vậy thì quy trình chống thấm như thế nào, hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu nhá. Mà các bạn chống thấm cho cái nhà vệ sinh, chúng ta phải tháo hết tất cả các thiết bị như là cái bệt trong nhà vệ sinh, tháo hết ra nhá. Mình tháo ra này. Để đây. Nền nhà bật hết gạch lên, hót hết cát lên, hót hết cát lên. Đấy, thợ đang làm cho này. Thợ này chuyên ra chống thấm này, chống dột nhà nhá. Nên là tháo bật hết gạch lên này, xong rồi sạch sẽ cát đi. Đây là tháo hết cả bệt vệ sinh, nước và thương nó thấm hết xuống dưới qua cái hộp kỹ thuật đây này, cái góc này. Góc này đáng lẽ là phải chống thấm từ ngay góc này, nhưng mà giờ thợ làm không thấm nên là nước nó sẽ thấm qua cái hộp này nhiều, nó sẽ dột ẩm ở dưới, mốc hết hộp kỹ thuật. Đấy, dòng ống nước để thoát nước, thoát nước tắm rửa, rửa giấy đặt rũ ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm ấy, nó sẽ thoát qua cái cống này. Một lớp bê tông đủ, một lớp bê tông nữa lên, đủ một lớp bê tông dày lên, xong đó để một lớp sika chống thấm, rồi lại lát gạch cho nhà vệ sinh như cũ. Đấy, thì như chống thấm chống rột. Cái góc này đáng lẽ phải đổ bê tông xung quanh này, hay đổ kín hết ống thì... Nói chung nó phải kín thì đấy, không như thế này thì làm sao mà nước nó chả bị dò. Nghe hơn là cái này này mình là người ta cho làm tát. Bây giờ mình đổ bê tông thì bây giờ cũng là tát, tự nhiên nó nước như cao ở đây. Nên thì là cái chỗ nào mà nó yếu thì rất cần tiền bộ thì là yếu nhất hả? Yếu nhất là nó không nước, nó không có. Đúng rồi, nó thấm xuống dưới thì nó ẩm, chập cả dây điện cháy. Đáng nghĩa là phải xử lý cái hộp kỹ thuật, cái chân hộp này để đủ bê tông trước. Đúng rồi. Trước khi lát nền xử lý chống thấm thì nó mới đảm bảo an toàn. Hơn là được, tốt hơn. Cái ống vệ sinh mà lại ngoằn thế này thì nào hay bị tắc ống cầu. Đấy, thế anh bỏ đi rồi, mình sẽ tắc đến đây đi. Thế này để bỏ, không để cho ngày xưa nối kiểu này là... Thợ là chơi mình... chơi khoăm nhà chú sao? Không còn khoăm rồi, trình độ cũng cao. Chơi ống... Thế này bảo là ngày xưa nếu cái này đi vuông ra đây. Bởi vì cái chỗ chậu rửa mặt kia nó không bao nhiêu nước cả. Đấy, đi vuông ra đây thì nó không phải ý của hắn như thế này là để cho nó thoát nước. Nhưng mà chúng ta đi vuông cũng không ảnh hưởng gì. Chơi kiểu này thì đúng rồi. Nói cái này ra đây tí là nó không. Nghĩa là chuyển cái ống thoát kia rõ người ta lên. Làm nó cũng ống tao đó. Đúng ra người ta là đông đá nghĩa là phải xoay để âm xuống khoảng 5 phân thôi rồi. Do cái ống này phát của nó lại nổi lên. Đúng rồi. Đấy. Tốt ra. Đấy.
Đây thì lúc đấy thường thường bây giờ nó cũng bao giờ mình đi tổng giáo này cả. Nó một là hai cái nó không thông này. Xử lý cả ống nước. Cả ống nước không thì nếu ống nước không xử lý tốt thì nó dễ cũng bị thấm rột đúng không? Đúng chứ anh? Đúng rồi đấy. Nhớ cái chỗ này là cái nắp cái chụp cái vòng 90 là nó chụp này bỏ cái đoạn này. Chụp này kín ở đây đấy. Chụp kín thì nó có một cái chụp thì nhé, chụp đầu ống. Chụp đầu ống. Để đến kín này để xong tắt cho nó đi vòng đây. Để cái ấy ra đây nó cũng tổng cháo 60cm, ống 90 C2 đây gì? Ừ, đấy, C2 nó phải vào cái loại này. Ừ, thì nó không phải luôn. T90 ba cái cong 90 đấy hả? Ba cái cong 90. Vâng. Thế là một lò keo. Keo to. Còn gì nữa không? Đấy là không được, ok. Tạm thế hả? Ừ. Ngày mai đây các bạn nhé, sau khi hót sạch để chống thấm và chống rột cái nhà vệ sinh này nhé, trên tầng 2 này thấm rột xuống tầng 1 này, làm cho thấm trần rồi thì mốc hết cả sơn này, rồi nó có cái hộp kỹ thuật đây, cái hộp kỹ thuật này kéo dài xuống tầng 1, có ổ điện bên cạnh nhé, nó bị chập cháy cả ổ điện. May là nhà có cái áp tự động, cho nó tự động ngắt, cho nó không gây ảnh hưởng thiệt hại gì, mà nó chỉ bị chập cháy ở cái ổ điện ở gần cái hộp kỹ thuật đấy thôi. Đấy, tác hại của cái việc mà không giám sát tốt công trình, cho nên là nước nó thấm qua cái trần của nhà vệ sinh này, làm rột ấm, gây chập điện, cháy điện này các bạn ạ. Hôm nay mình phải nhờ bác thợ, bác cái tư vấn của bác ấy làm cho đây. Bác ấy làm đầu tiên nhá các bạn ạ. Bác ấy bật hết cái gạch của nhà vệ sinh lên, hót sạch toàn bộ bê tông cát và cho đến tận cái trần của cái nhà vệ sinh đây, lồi cái trần lên thì các bạn nhìn thấy nhỉ. Lồi toàn bộ trần lên nhá. Sau đó lại xử lý cái đường ống nước, bao gồm ống thoát sàn này, ống bệt vệ sinh này. Đấy. Bác xử lý nha, các bạn nhìn mới này. Sau khi đã xử lý xong rất là thoáng. Đấy, nước nó chảy rất là nhanh, dễ thoát và nó sẽ hạn chế được cái việc mà nó thấm rột qua cái trần này, nó sụt xuống. Đấy, đây là các bạn nhìn cái góc mà. Cái góc trước kia thợ xây làm này. Đấy, như thế này thì ai bảo là nó không thấm xuống, nó không rột xuống, làm các công trình bị thấm rột ngay. Đây là cái kinh nghiệm để cho những ai mà sau này có phải xây nhà, các bạn giám sát chặt cái chỗ mà làm nhà vệ sinh nhé. Đấy, thấm trần tầng 2 xuống tầng 1 rất là mất mỹ quan mà rất là khó chịu và có gây ảnh hưởng đến cái hoạt động sinh hoạt nữa. Rồi đến cái mỹ quan của ngôi nhà, gây hậu quả nặng, nó chập điện, nó cháy, rất nguy hiểm các bạn. Đây, xử lý lại cái đường ống nước này. Ống thoát sàn đây nhá, ống thoát sàn cho gọn vào góc này, thoát rất là nhanh. Xuống cái hộp này rất là nhanh, cái đường nó ngắn hơn nhá. Cái đường này nó ngắn hơn này. Và cái ống bệt này, đây là cái ống thoát của bệt vệ sinh, thì nó sẽ đi theo đường thẳng như thế này, sẽ thoát rất là nhanh. Còn đây là cái đường ống mà thoát của các cái chậu rửa mặt này. Đấy. Đi rất là vuông góc, gọn gàng và nó sẽ xuống rất là nhanh. Nhìn rất là khoa học. Sau đó thì sau khi mà xử lý được, dọn dẹp sạch sẽ xong như thế này rồi thì sẽ đổ một lớp bê tông lên các bạn ạ. Đổ tiếp một lớp bê tông nữa dày như thế này. Dày tầm độ 10 phân này. Đấy, đổ tiếp một lớp bê tông lên đến sát cái mép mặt của mép ống, mặt của ống.
coi như là lấp gần kín ống. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái chống thấm Sika, rồi xong đó mới lát được cái lại cái lèn cũ của cái nhà vệ sinh. Đấy. Khi nào lát xong mình sẽ cho các bạn xem là rất là đẹp và không bao giờ có chuyện thấm dột nữa bằng cái quy trình này. Quy trình chống thấm chống dột nhà vệ sinh nhá. Đây, đây cái chỗ cái nhà tắm tầng 2 của mình lột dột xuống tầng 1. Đây là quy trình rất là hay và cái phương pháp này thì triệt để không bao giờ nó thấm dột nữa các bạn ạ. Các bạn mà cứ thấy nó cứ thấm dột rồi xử lý keo dán các kiểu nhưng vẫn không ăn thua gì đúng không ạ? Mà cách này thì là triệt để nhất. Chống thấm chống dột toàn bộ cái trần của nhà vệ sinh xuống tầng 1 nhé. Đấy. Đóng chèn đóng cuốc. Cuốc là ấy quảng cuốc. Nay là trộn bê tông. Hôm anh Điệp bảo thế cho xi măng gì bảo anh với chỗ chị bảo xi măng tốt nhất chứ thì chống thơ chống thấm lại xi măng đẻo thì làm gì? Xi măng hoàn thành 3-400 này là chuẩn rồi. Xi măng tốt nhất cho em. Để Nhật nó xoay cho Nhật xoay cho bố. CK, CK chống thấm. Đấy. CK chống thấm.
CK trung tâm. Để pha xi măng. CK pha xi măng. Dai dẻo của nó. Xi măng là một mác 400 này. 400. Mác 400 đây, xi măng mác 400. Pha với CK thì mới đạt độ dai dẻo của nó. Thời hạn có 1 tháng thôi. Thế à? Đấy. Ông cũng mua nọ là lấy một cái hộp CK này là quá hạn. Thế à? Thế là đổi ngay. À, nó cho lại trong vòng có 1 tháng này nhỉ? Mình phải xem. Lấy một đứa nào một can đầy. Thế này nó đóng một can này, này là 5 lít này là nó phải đóng đúng quy cách. Đúng quy cách. Sản xuất 14 tháng 1 năm 2021. Hạn sử dụng là ngày 13 tháng 7 2021. Ừ, đúng một tháng này. Một tháng. Hôm nọ lấy mua cái thấy quá hạn lại phải ngay. Ừ. Chứng tỏ là cái này. Đấy, nhưng mà nếu không ai không biết mang về thì lại cũng là vô vị. Vô vị. Chứng tỏ là nó. Đấy là phải là xem mua hàng là cứ phải xem. Ừ, là phải có hạn sử dụng. Cho hạn sử dụng. Cứ tưởng là cái loại này là được cái tiếng ngắn nhỉ. Ngắn thời gian lắm. Ở ấy rồi. Chỗ nào? Phương vào chỗ hồ. Chỗ cái thùng ấy xem. Ừ, để quét vào cái chỗ mấy cái rìa rìa cái ống nước cho nó. Cô ơi lấy chổi sơn đây. Quét này để cho nó bám. Xi-ca với xi măng mà cho nó đổ bê tông bám. Bám cái ống này thì nó không gì hộp kỹ thuật. Đây là cái hộp kỹ thuật. Cái Xi-ca này nó kiểu như mình nói nôm na như silicon ấy, nó dai nó dính, nó không như thế. Nó sẽ bám hết vào để cho nó bám. Bám vào ống nước như này những cái chỗ đây rồi. Tôi bỏ đấy. Ngày xưa mua đây còn hộp sơn ở dưới kia đã quét đâu. Sơn sắt đấy. Chứ mua là gì ngày xưa quá. Mua hàng một cảnh thì lấy thì cứ lấy thì lấy. Mua nhỉ. Quét này khi đó ấn được không gì được. Thì túi có làm này không được không gì không được cái mối hàn này qua xe cao là có gì nếu không đấy bê tông rồi tín vào những này keo rồi lắm đúng rồi nhưng mà giá nó là riêng đấy. Bởi vì ống với keo này là nó ấy không có ống nước này nó không gì đâu hỗ trợ chủ yếu là mình cái lúc mà ngắm cái trên sàn thiết bị mình một lần ngắm trên sàn hai nữa là những cái cổ lắp cái thiết bị ấy là nó sẽ giòn nước. Thế còn nếu cái ống này là nó không nhỏ nó ăn đúng rồi anh ơi á cái này bỏ ống này ừ cái đấy chúng ta đi thôi làm gì thì làm bỏ ra là gì thì vừa cho mấy bà đồng lát nữa đấy chặt nhà anh làm không ấy bị dọn hết thì còn đổ bê tông. Đấy, trước xây hộp kỹ thuật mà như thế này thì làm sao thấm rỗng mà có nhét xi măng đổ bê tông vào đâu. Làm trước là nó hơi ẩu. Bây giờ như thế này thì nó mới chả thấm vào cái hộp kỹ thuật. Đấy. Nó là cái ao nước cái lỗ như thế này. Nói chung là các nhà làm lần đầu là
là không để ý đâu. Lúc nó phải làm lần thứ hai, lần thứ ba mình biết được là những cái lỗi của nhà xây. Lỗi của thì cái sàn âm này rất nói chung là rất nguy hiểm. Bởi vì khi nó thấm nó không có thấm ngay rồi. Bởi vì nước nghe mình tắm là nó giọt hoặc là những cái thiết bị này nó rơi xuống không đáng kể. Thế xong bắt đầu là trong quá trình bắt đầu là đây nó là sàn âm nó giữ được nước. Cái nước này là như cái ao thì không phải là làm sao cái chỗ mà không... đấy cái chỗ mà nó mình làm này là thợ nó làm là hơi sơ sài này là nó sẽ... không nhít được mạch vào trong cái này là thì nó sẽ dỉ xuống dưới. Đấy, đây là bộ kỹ thuật nguyên tắc là cái chỗ nào cái yếu là nước nó sẽ đấy rồi sẽ không nhít kín lỗ là nó sẽ chảy vào lỗ đấy. Đấy, nó là như thế. Nhưng mà không được đi thế này làm sao để chảy nước. Lần này mình xử lý thế này cũng đến đến hàng nghìn năm sau trả thầm. Ngày xưa đổ sàn âm này đã 15-20 phân rồi. Bây giờ lại được lại xử lý đổ bê tông chùm lên cái ống nhựa này nữa. Đúng rồi. Thì và nhít hết cái lỗ mà trong hộp kỹ thuật này họ chưa nhít cẩn thận. Là cái từ hộp kỹ thuật này sẽ là ống nước sẽ chui xuống tầng 1. Từ trên cái sàn này sẽ chui xuống tầng 1. Thì không làm tốt thì sẽ bị thấm xuống tầng 1 ngay. Không nhít tốt trên cái chỗ ống nước này. Vì hôm nay là phải sửa lại làm sao cho nó bôi lên keo đây sau nhét xi măng vào cái ống nước mà để dẫn xuống tầng 1 này làm sao cho nó kín thì sẽ đảm bảo được cái độ nhà vệ sinh sẽ không bị thấm nữa. Đây là cái cách xử lý tốt nhất mà toàn diện nhất. Nhưng mà hơi tốn kém cũng vẫn phải làm chứ không còn hơn là nhà vệ sinh nó dỉ nước từ trên nhà vệ sinh tầng 2 này xuống tầng 1. Nói anh đã xử lý nhiều nhà và cái vệ sinh này nó lại ở ngay cầu thang thì là cầu thang nhìn ra nước cứ ra không còn không sửa không thể là chuẩn. Nói là chúng là thiết kế này là nó là cái chỗ này là gần như cái phòng chờ không ấy cái kia nó cũng không khác gì ra không sợ không sợ tốn công lắm. Thế thì ai bảo là nói kiểu gì bây giờ tốt thì chấp nhận là bây giờ mình phải đụng cái này hết đi. Bây giờ cái này khác thì bây giờ thấm hết cơ cái mạch ấy này. Anh thì biết rằng là hôm qua là cái bộ hạch nhìn ra em một xi ra đất. Đây là phương pháp chống thấm. Ngày xưa
xưa là nhà mình đã đổ trần rồi, bây giờ lại đổ thêm một lớp trần nữa và lại bôi lên ke nữa thì để cho làm cho đảm bảo. Thiếu lên ke thì bác lại ấy thêm để quét sườn lên xem. Còn đấy là cũng thực sự là nó là cái dầm rồi nhưng mình mới nghĩ tường gạch rồi nhưng mình vẫn cứ phải đảm bảo. Cô Hưng ở là gì này, nó sai tôi nó cũng đủ. Sao tao xin mày, mày thuê ngay nó làm chứ không thì mày xây làm gì mà làm sao mà có ga rồi. Nó cái to nhà thọ nhưng mày vẫn to gì. Thế là anh xây xong. Xây xong mình bắt đầu đi xin một xe. Mà cắt khô mà cái bề mặt gạch mà tưới mà cái cát xi măng để sau khi vét sạch hết rồi thì mình đổ bê tông nhá, đổ bê tông kín hết các cái mặt ống này, các bạn nhìn thấy đây đấy, san bê tông kín mặt ống. Sau khi san kín mặt ống này mình sẽ giải một lượt chống thấm sica nhé, đợi khi bê tông nó cứng một chút là mình sẽ giải cái sica chống thấm lên rồi lát gạch trở lại bình thường thì cái chống thấm này vĩnh viễn không bao giờ bị thấm rột nữa nhá. Đây, ống bẹt này, ống thoát sàn này, còn lỗi mỗi ống bẹt và ống thoát sàn này, còn lại cái kia thì các bạn lấy hết đi nhá, các bạn lấp kín hết bằng bê tông nhá. Bây giờ vừa hôm nọ là chúng tôi đã đục mặt nền nhà vệ sinh và bây giờ chúng tôi lại đổ thêm một lớp bê tông này và lại quét một lớp sica chống thấm lên mặt bê tông mới đổ để đảm bảo. Cái bệt của em từ ngày dùng chả vấn đề gì, bơm nước tốt lắm.
ngày xưa nói. Làm sao? Ừ, anh đã làm thế nào cho đẹp mà đưa thì thợ nó phải thế. Chả sao cả nhìn nữa. Sau khi lát lèn chở cái nhà tắm lèn nhà tắm lại trở lại như cũ, rất là đẹp mà thậm chí còn đẹp hơn các bạn. Nhìn ra thì cái góc này nhìn còn đẹp hơn xưa thật. Chỉ mất công một chút thôi, chúng ta chống thấm chống dột thì mất công sức một chút thôi, nhưng mà sau lại được cái nền nhà rất là đẹp và cái trần không bao giờ bị thấm rột nữa, vĩnh viễn nha các bạn nhé. Cái cách này để vĩnh viễn không bao giờ bị thấm rột nữa.